đang làm lễ động thổ mà lại có vài hạt mưa như thế này, điềm lành rồi. Con cảm ơn thầy ạ. Cũng là nhờ thầy chuẩn bị toàn bộ lễ lạt nên mọi chuyện mới suôn sẻ ạ. Cậu là người có tâm, lại có lòng tin và mất không ít công sức để chuẩn bị như thế, chắc chắn sẽ thành tựu. Dạ. Cô tuổi Hợi kia đây. Dạ vâng, thầy quả là có con mắt tinh đời. Con phải bắc cầu mãi mới mời được người ta về đây đấy ạ. Nhớ đối đãi cho chu đáo, vì rất có thể đây sẽ là quý nhân của cậu đấy. Nếu giữ được ở bên mình, mọi chuyện sẽ hanh thông. Vâng, con cảm ơn thầy. Lúc đầu con cũng có linh cảm như thế, nhưng không dám chắc. Bây giờ thầy nói thì con tin rồi ạ. Nào, con mời thầy. Tôi tuy đã thanh tâm quả dục, nhưng hôm nay đại hỷ, tôi phá lệ. Nào, xin mời. Vâng, con mời thầy. Cảm ơn sếp đã đưa em về ạ. Không có gì. Em chào chị. Chào chị Dung. Anh Thái, chiều nhân viên mới thế. Chà, nói hết việc bên tôi nên muốn về bên chị phụ giúp. Tôi đâu dám lơ là. Mà thôi, em xin phép vào làm việc ạ. Ừ. Em chào sếp. Chị đào tạo nhân viên tốt quá. Mong anh không chê là được. Chúc mừng dự án của Thái Long khởi công thuận lợi nhé. Cảm ơn chị. Mà chị đi đâu? Để tôi đưa đi. Cảm ơn. Tôi đi gặp khách ở gần đây thôi. Tiện gặp có vài điều tôi muốn nói với anh. Được đại luật sư chỉ giáo thì còn gì bằng. Không, chuyện về con bé thôi. Con bé sang bên anh cọ sát sẽ trưởng thành lên. Nhưng mặt khác có vài điều tôi hơi lo. Chắc chị lo tôi mồi chài chăn dắt nhân viên của chị có đúng không? Thì cứ coi như tôi cần tắc vôi áy náy đi. Chà, nó còn trẻ người non dạ quá. Mong anh thông cảm, đừng gây khó dễ hay thị phi. Vì anh đã có gia đình, còn con bé thì... Đại luật sư lo xa quá, tôi nào dám. Nhưng được rồi, chị cứ yên tâm, tôi sẽ hứa. Ok, có lời hứa của anh thì tôi thực sự yên tâm rồi. Thôi, tôi đi nhá. Chào chị. Về vấn đề pháp lý, thực ra không có gì nhiều. Thế nhưng chủ yếu là vấn đề phát sinh. Nên anh muốn em sâu sát thêm công việc, cứ coi như là một trợ lý của anh cũng được. Lĩnh vực này em cũng mới tiếp cận, em thấy khá là thú vị. Em sao thế? Cái cót giày của em, khi nãy ở trong kia trơn quá nên em bị trượt chân. Cứ nghĩ là không sao nên cố đi. Ai ngờ. Thôi đứng ở đây, để anh ra lấy xe nhá. Vâng ạ. Đã gọi là khảo sát thị trường thì đừng có mà cưỡi ngựa xem hoa. Sản phẩm của chúng ta là sữa, là bánh. Vậy thì người mua là ai? Người trực tiếp sử dụng sản phẩm là ai? Với mỗi một hạng mục phải có cách điều tra, tiếp cận sản phẩm khác nhau. Vâng ạ. Đừng có vâng để đấy. Quan sát, hỏi han, ghi chép từ nơi tới chốn cho chị. Đi nói chuyện này cả. Rồi, hai em đi trước đi. Chào chị ạ.